chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, mau mình xem chùa quay đi thôi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Thầy đã thay đổi vị trí nhiệm vụ của trò chơi. Các em nhớ thông cảm với thầy nha. Hello và chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với cái channel của thầy. Và thầy là Hero Cry đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại thành phố bất ổn nha mấy đứa. Hôm bữa thầy có đọc được bình luận của mấy bạn là kêu thầy đi giải cứu một tí nữa đi. Bữa thầy với mấy bạn trong lớp đã giải cứu nó một lần rồi, nhưng mà ngựa quen đường cũ cái nó tiếp tục bị công an hốt đầu nữa rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cứu nó nha. Lần trước á thầy giải cứu gần một tiếng á thầy. Lần này thầy cố gắng làm nhanh thiệt là nhanh nha thầy. Tưởng chuyện gì, chuyện đó cũng rất là đơn giản. Tại vì lần này chúng ta sẽ nhập nhiều cái mã để cho chúng ta giải cứu nó được nhanh hơn nha mấy đứa. Đó, thầy đã nhập cái mã xe này chạy tốc độ 180 km/h rồi nè. Đó, đó. Xin vĩnh biệt. Bây giờ chúng ta sẽ lại đồng cảnh sát nhận nhiệm vụ đúng không thầy? Wow. Trời ơi, ghê thiệt, ghê thiệt. Xíu nữa là em xin vĩnh biệt cụ rồi. Ê, ê, đậu chiếc xe vô đây mới được, để không hồi nó chạy mất. Thầy đã nhập cái mã nitro đó, bây giờ em chạy tốc độ cao cỡ nào nó cũng không hết hết trơn á. Đó, với cái mã người khủng lồ. Dạ ok thầy, để em đậu xe đây. Ơi, sống là phải nhìn lên sao mà sống mà cắm đầu xuống đất là sao vậy? Ai à, đi vô coi một tí ơi, nó bị vụ gì nữa đây. Tí ơi, tí ơi, mày làm gì mày đi tù hoài tí ơi. Ai à, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Rồi, được rồi. Thôi mà khỏi cần hỏi nữa này ơi, biết chắc chắn là tội cướp ngân hàng rồi. Tối ngày me me mấy cái ngân hàng ta vô cướp hoài, để anh em giải cứu hoài. Một năm có 365 ngày mà nó bị bắt 366 ngày rồi. Ôi, 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 ôi. Trời đất ơi, em chạy xong mà em đụng con cảnh sát đang nhảy găng nằm tay luôn vậy. Tại thầy nhập cái mã bự chà bá đó. Ôi thầy ơi, rồi xong. Đụng vô cái đít ổng bây giờ bể bánh xe luôn rồi thầy ơi. Cái xe không còn cái bánh luôn rồi sao chạy. Thôi thầy ơi, bỏ xe đi thầy ơi, đi bộ đi thầy ơi. Ê, mới mượn được chiếc xe con gà nè mấy đứa ơi, tăng tốc tức thời đi, đi kiếm thằng Tèo đi. Kiếm thằng Tèo kêu nó giải cứu một tí. Cuộc đời có thằng Tèo lúc nào cũng gắn liền với thằng tí hết trơn á. Hai đứa không xa cách nhau được. Ôi ôi ôi. Rồi, để chạy mấy ông cảnh sát ngày trước rồi giờ mình đi kiếm thằng Tèo mấy đứa ơi. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ lại nhà của thằng Tèo. Trời, xe gà này đồ rip dữ thiệt đó thầy ơi. Rồi, hello anh Tèo nha. Hello Zombie nha, lâu quá không gặp Zombie. Dạo này Zombie có khỏe không? Bữa nay tới đây làm gì vậy? Thầy Zombie đến đây gặp anh Tèo lúc nào cũng viền tí hết trơn á. Anh Tí nó bị công an bắt nữa rồi. Cái gì, thằng Tí đã bị bắt nữa rồi hả? Được rồi, bây giờ Zombie đi tìm những món đồ hồi đó đi. Về đây tôi sẽ giải cứu nó cho. Ok Tèo, đợi em chút xíu, em sẽ đi thu thập mấy cái món đồ đó cho anh giải cứu nó. Đúng là những người bạn tốt của nhau không bao giờ bỏ nhau đúng không Zombie? Đó, bây giờ chúng ta sẽ gọi đồn cảnh sát để lấy chiếc siêu xe về đây. Wow, xe gà này nó có biết bay không vậy thầy? Ôi nó bay nè thầy ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết con gà luôn rồi. Rồi, tiếp tục thầy ơi. Bây giờ chúng ta đâu có sợ gì, chúng ta chạy tốc độ cao thoải mái luôn. Wow, mấy người này trong thành phố khủng lồ dữ vậy. Rồi, đi thôi, đi thôi. Rồi, tới đây mấy đứa ơi. Đó, chiếc siêu xe này mà sử dụng năng lượng nitro nữa thì quá đỉnh luôn. Để thầy chỉnh cái chạy nhanh cho thầy mới được. Có gì bị cảnh sát cược thì còn chạy bộ được. Đây, chữ này, đó, ok. Đó, để coi chạy nhanh chưa. Rồi, chạy nhanh rồi mấy đứa ơi. Rồi, chạy nhanh hơn xe hơi luôn á. Trở về nhà của thằng Tèo. Rồi, xe thắng quá ăn luôn. Rồi, Tèo ơi, đây, xe đây Tèo ơi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ gì? Tự nhiên lâu quá quên mất tiêu rồi. Nhiệm vụ gì vậy Tèo? Khỏi cần hỏi Tèo thầy ơi, em nhớ nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là... Hay làm đi. Tưởng gì, cái này quá đơn giản luôn. Với cái nitro mà không bao giờ cạn thì thầy sẽ rất là dễ dàng để vượt qua mấy cái này. Đó, hay chưa, hay chưa. Đẳng cấp của thầy là nó nằm ở đây. Đó, chạy là phải quẹo quẹo vậy đó. Đó, giống như trong game đua xe vậy đó. Để lấy nitro. Còn cái này thì quẹo quẹo lấy làm màu thôi. Rồi, đây. Thắng rất là ăn nè, đó, ghiếp bánh nè, đó. Nghe chưa, nghe chưa. Trời ơi, đẳng cấp liền. Lâu rồi không có quay trở lại thành phố để chạy xe như vậy, nhưng mà thầy vẫn chạy rất là đỉnh nha.
Rồi, ok. Này là thầy về là còn dư được tầm khoảng 60 giây luôn á mấy đứa. Ảo thật á. Rồng thần quẩy đuôi. Rồi, rồi xong kẹt xe. Ôi, trời đất ơi, thầy chạy với lòng đất luôn rồi mấy đứa ơi. Rồi, thầy đã trở về với lòng đất luôn. Còn 6 mấy giây nữa. Rồi, ok, chạy với lòng đất thì khỏi cần phải tránh mấy chướng ngại vật. Đó. Để thầy chạy lên đây thử coi nó lên được không nha. Chứ thầy xuống lòng đất rồi. À, lên được rồi. Lên. Ê. Chết rồi. 7 giây nữa còn đủ thời gian để thầy về đích đó mấy đứa. Rồi, quá đơn giản, về đích thôi. Hả? Ê. Đúng là thầy chạy đỉnh thiệt luôn á. Vậy mà thầy cũng không quẹo vô được cái vòng nữa. Làm phải chơi lại từ đầu rồi. Chúc thầy may mắn lần sau. Còn lần này á thì thầy cứ để em thể hiện. Ui, lần này em sẽ không làm cho thầy thất vọng đâu. Một lần gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái nhà cao cao để lấy thêm cái USB. Rồi nhìn thầy bay qua cục đá nè. Rồi vướng cái mỏ thì lại rồi. Không được rồi mấy đứa ơi. Rồi đây là cái nhà có cái USB màu đỏ đúng không? Cái USB có chứa xẻ gì xẻ tập thể gì lưng chân này nè. Đó. Rồi quá dữ luôn. Đứa nào cần thì thầy sẽ ship cho nha. Free luôn. Rồi lấy cái USB này sau đó chúng ta sẽ di chuyển tới thành phố bên kia để lấy thêm một cái nữa nha mấy đứa. Lấy cái chip. Trời ơi, biết bao nhiêu xe thầy không lấy, tự nhiên cái thầy lấy chi xe đạp chi thầy. Rồi đạp chừng nào mới qua tới thành phố bên kia. Yên tâm đi, đi thì sẽ đến, mà đến đâu thì thầy không biết. Chạy xe đạp cho nó bảo vệ môi trường. Đó, quành lợi, chạy lộn đường rồi. Trời ơi, thầy ơi, thầy đạp xe từ hồi tối tới bây giờ luôn mà chưa tới được cây cầu nữa thầy. Rồi chừng nào mới tới bên kia. Thầy đi xe đạp mà lâu như vậy, thằng Tí nó biết nó buồn á thầy. Trời ơi, biết bao nhiêu lâu rồi. Từ từ đi, thầy đi tham quan du lịch chút xíu. Đó, chạy trên cầu thì cũng bình thường quá rồi. Bây giờ thầy sẽ chạy lên trên này luôn. Thầy chạy lên trên cái đỉnh cầu luôn. Để thầy quay đầu xe lại cái nha. Rồi, lên luôn nha mấy đứa. Coi thầy thể hiện nè. Lên nè mấy đứa ơi, lên nè mấy đứa ơi. Lên trên cao lút thính nè mấy đứa ơi. Đó. Đỉnh chưa, lên luôn nè. Lên thiên đàng nè. Chết tại mấy đứa ơi. Chết tôi rồi. Rồi, bị bay xuống sông luôn rồi. Cứu thầy mấy đứa ơi. Xe đâu rồi. Ây, trời ơi, nữa rồi. Té mà cứu ông thai rồi thầy nữa. Rồi thầy ơi, em đã tìm thấy cái chip rồi thầy ơi. Cái chip ở đây nè thầy ơi. Thôi, hắn lại. Rồi, ok, xem nhiệm vụ. Rồi, về thôi. Mà đi xe đạp này lâu quá thầy ơi. Bây giờ mình lấy chiếc xe màu vàng đi. Mình sang bằng tất cả luôn. Cái gì? Sang bằng bằng cách nào? Dạ thầy cứ ngồi yên, nhìn em thể hiện. Em sẽ sang bằng tất cả trong thành phố này bằng chiếc siêu xe. Ủa, ý, trời ơi. Chiếc này đối với mấy người đó, bự bự đó cũng bình thường à. Chứ không có gì trơn trọi á. Ê, xin già ơi. Rồi, ông lũi vô xe đó, ông nằm luôn rồi. Rồi, sang bằng tất cả trên ga.
ơi, về tới rồi đây Tèo ơi, đã đủ hết ba món rồi Tèo ơi, bây giờ làm gì nữa đây? Rồi, đâu có ai làm không cho ai chuyện gì trên đời đâu. Bây giờ Zombie với thầy đi kiếm cho tôi 3.000 đô đi, rồi tôi sẽ giải cứu một tí cho. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Trời ơi, tình nghĩa anh em gì mở miệng hay là tiền thì không biết nữa. Ê, rồi, ông chú đó ông xỉu rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta đi kiếm tiền để đưa cho thằng Tèo để nó cứu thằng tí nha. Anh em gì mà lấy 3.000 đô rồi mới chịu cứu. Mày mốt một tí nó ra mình đòi nó lợi 4.000 đô nha mấy đứa. Rồi, trong tài khoản mình có 3.138 đô nè mấy đứa. Nhưng mà đưa cho nó hết tiền thì mình không có tiền xài. Bây giờ chúng ta sẽ đi chạy taxi đi kiếm tiền cái đã. Đây, vị khách thiện lành đầu tiên của chúng ta đây mấy đứa ơi. Lên xe. Rồi, muốn đi đâu anh ơi? Muốn lên thiên đàng hay là tiếp xuống địa ngục đây? Vỗ tay cái gì? Hỏi đi đâu mà không trả lời là sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa anh tới cái điểm này. Cũng biết là phải không nữa. Lâu rồi tôi không chạy taxi. Rồi, đây. Tới luôn anh bạn ơi. Đó, rồi xong. Xuống của anh là 5 triệu đô nha. Rồi, trả tôi 5 triệu đô là được rồi. Không cần phải trả nhiều đâu. Trả nhiều đây. À, 44 đô luôn mấy đứa ơi. Ê, cái gì? Ê. Tự nhiên nhảy lên xe tôi vậy? Nghỉ rồi, không chạy taxi nữa. Thấy cái mặt thấy ghét quá, không chạy nữa. Đi xuống đi trời đội ơi. Ngộ nghĩnh gì? Chạy taxi hoài hồi nãy giờ mà có mấy trăm đô à mấy đứa ơi, chán quá. Bây giờ thầy không biết phải làm công việc gì nữa. Để thầy cho mấy đứa coi sức mạnh của tập gym nha. Rồi vô đây thầy cho coi nè. Thấy không, người nào người nấy là tập gym là cao trên 5 mét hết trơn á. Ông này là xuyên tường luôn. Tập gym là có sức mạnh xuyên tường luôn. Hai ông này xuyên tường luôn rồi nè. Rồi, ông kia ông đấm bốc. Còn ông này, ông đạp máy đi bộ. Đó, ông dẫm đạp cái máy chạy bộ. Rồi, ghê à. Rồi bây giờ múa đi, múa một bài đi. Múa đi anh em ơi. Trời đất ơi, cái ông này ông làm gì, ông ôm chiếc xe của mình nè mấy đứa ơi. Thầy mới vừa chạy ngang đây, cái tự nhiên ông chạy ra ông ôm chiếc xe của thầy lại nè. Ông không cho thầy đi mà ông ôm, ông hung chiếc xe thầy quá trời quá đất luôn. Trời ơi, anh ơi, anh tránh ra anh ơi. Tự nhiên anh ôm chiếc xe của em chi vậy? Trời, kỳ vậy. Ra anh ơi. Chắc là ông hâm mộ chiếc xe của thầy rồi thầy ơi. Ông không chịu đi đâu, giờ cứ quăng vô tiền vô người. Ông cũng không chịu bỏ chiếc xe mình ra đâu thầy. Ôi, gì vậy? Rồi, ôi chiếc xe mình bay mất tiền luôn mấy đứa ơi. Ôi gì vậy? Để lụm tiền vô cái đã. Tiền kiếm cực khổ, để lụm vô cái đã. Ôi ôi, ông làm gì mà chiếc xe mình bay dữ vậy ta? Ê, đây cũng là chỗ kiếm tiền nữa nè mấy đứa. 15 minutes later. Rồi, thầy ném được 14 quả luôn nha. Vậy là được 140 đô rồi đó mấy đứa. Rồi, thầy ném tiếp. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Lần này là được 21 quả luôn, vậy là 210 đô luôn mấy đứa ơi. Được rồi, kiếm nhiêu đây là quá là nhiều rồi. Rồi, đi thôi. Ủa, trời ơi, mới đậu xe đi chút xíu mà nguyên một băng nằm đây luôn rồi. Ôi, có lỗi với người trong thành phố này quá mấy đứa ơi, thầy đi đây. Thầy mới đưa thằng Tèo hết số tiền của thầy luôn rồi mấy đứa ơi. Đưa cho nó 3.000 đô rồi, còn nhiêu rồi, thầy đi quẩy hết rồi. Giờ còn có 55 đô à. Đó, còn giờ nó kêu vô chụp hình tí về gửi cho nó. Đây, cười lên tí ơi, cười lên chụp hình nè. Cười lên nè tí ơi, cười lên chụp hình nè. Trời ơi, làm gì mà cái mặt buồn dữ vậy? Mày bóc cũng vô nữa à, yên tâm đi. Rồi, lưu lại cái, về đưa nó từ từ nha. Nào mở cửa để chạy nha. Để em đi chợ mua cục pin cho thầy ơi. Cục pin này hôm bữa em mua có 5.000 hồi em về và em lấy của ông Tèo 10.000 là được rồi. Chúng ta chỉ lợi có 5.000 thôi, không có gì là phải ấy nấy với nó hết trơn á. Đây rồi, cục pin chúng ta đây rồi. Ok, vậy đưa cho nó xong rồi mình đi tiêu diệt mấy thằng hai găng á thầy. Mấy thằng găng đó là bữa em cay nó lắm rồi. Trời ơi, nó sẽ tiện đụng mình hoài. Rồi em về đưa cục pin cho ông Tèo lẹ lên đi. Nó đợi ở nhà đó, nó chuẩn bị rồi đó, nó là hacker lỏ đó. Đây Tèo ơi, đây cục pin đây Tèo ơi. Rồi bây giờ chúng ta tiêu diệt mấy thằng hai găng đúng không? Rồi ok, tôi sẽ đi qua bên kia lấy máy bay chiến đấu về tiêu diệt nó. Lần trước là mình không biết nhập mã đó thầy nên mình bị nó ăn hiếp. Lần này mình biết nhập mã rồi thì mình sẽ cho nó biết tay thế nào là sức mạnh của Herobrine và đồng bọn. Mấy thằng hai găng lần này là tới số rồi. Zombie tới đây. Đây, mấy hai găng nè. Mấy hai găng đâu? Đại ca của mấy ngoài đâu? Có biết ta là ai không? Đây, ta xin tự giới thiệu, ta là Zombie chó điên, đàn em của thầy Herobrine. Ôi, trời ơi, thầy ơi, nó đau quá trời ơi. Hên là mình có nhập mã chạy nhanh, nếu không thôi là ba
coi coi coi, tụi nó còn ở đó kìa. Hồi sớm dám gượt anh hả? Bây giờ anh đi máy bay là sao gượt anh được? Ê, lên đây, lên đây. Anh đã lái máy bay siêu đỉnh, siêu cấp nhất thế giới rồi. Mau đuổi theo. Ơi, tụi nó không quan tâm mình luôn thầy ơi. Em sẽ cho tụi nó ăn bơm. Chạy ơi, chạy đi mày hai găng. Đó, tụi nó lại bị tấn công rồi thầy ơi. Quá dữ luôn, ba bấm luôn. Đây, làm gì được anh ơi. Anh tới em ơi, đuổi theo đi theo. Hay Jimmy ơi, 10 điểm Jimmy ơi. Kìa, tụi nó đang chạy dưới chân của mình kìa. Bây giờ mình bay, mình lạng lên một vòng nữa là mình bắn nó được à. Đây, 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 đây. Quẹo qua, quẹo qua. Quẹo qua Jimmy ơi, đúng rồi, đúng rồi. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Ê, làm sao mà nó đuổi được máy bay của mình. Liêu liêu mấy hai găng quê mù à. Ê, 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 Jimmy, Jimmy. Hey, xong quý cướp. Thôi chạy 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 chạy. Mình không có vũ khí gì hết trơn thầy ơi. Bây giờ mình phải chạy vô mình mua vũ khí mới được thầy ơi. Không được, không được. Không để cho tụi nó đuổi theo mình được. Vũ khí ở chỗ nào bán vũ khí vậy ta? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cửa hàng bán vũ khí đây rồi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ok, ok. Mua súng nào, mua súng nào. Bây giờ còn có 1.000 đô à. Bây giờ mua được cái nào đây giờ ta? Mua cái súng, mua cái súng thụt. Mua súng thụt 1.000 đô nè. Mình mua 60.000 đạn nữa là được. Hết luôn rồi, hết liền rồi. Mày chết đi mày, chết đi mày. Ơi nó bay ra ngoài rồi, nó bay ra ngoài rồi. Ơi cái thằng này là mạnh nhất nè. Rồi, một thằng mạnh đã bay rồi thầy ơi. Bây giờ mình mua đạn mới được. Đây. Còn 60k cuối cùng mua đạn luôn. Rồi, ra chiến rồi thầy ơi. Ờ cái gì Jimmy? Ê đây kìa Jimmy ơi, cái thằng mạnh nhất kìa Jimmy ơi. Ơi cái thằng này xe đụng nó không chết nè. Ôi trời, bắn đi Jimmy, bắn đi, cố lên, nó gần đứt chuột rồi, bắn nó, trời ơi, đứng gần tôi bắn hụt nó, cái gì vậy Jimmy, bắn chung đi Jimmy, hay quá. Mời đẹp. Lẹ tèo ơi, nhanh tèo ơi, cố một tí tèo ơi. Ý, sao mấy này lâu dữ ta, sao chưa cứu mình nữa ta, trời ơi, lâu hiểu, bỏ mình luôn đi. Trời, mấy cái chuyện này rất là đơn giản, cái cửa đó tôi hách một ngày 3 lần cũng được nữa, ok. Rồi ok, xong rồi, quẩy lên à, đó, quá dữ luôn, chứng chơi rồi. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng là cái nhiệm vụ thoát ra khỏi cảnh sát thì để cho nó tự lo đi.